động sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại trung tâm thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đúng không chị? Hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường bê tông, một lô đất nha. Sản phẩm của mình là một lô đất mặt tiền đường bê tông nha quý anh chị. Cách biển Long Hải khoảng tầm 8 đến 900 m là tới biển Long Hải nha. Tí nữa em sẽ quay ra đường 36m đường Nguyễn Tất Thành cho quý anh chị xem. Đây thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất view núi nha, sát cái vách lưới nha quý vị anh chị. Từ vách lưới này đi qua đây là 7m, sâu vào trong là 30m nha quý anh chị, có 60m thổ cư nha. Ngang 7m sâu vào là 30m thổ cư, ngang 7m sâu 30, có 60m thổ cư. Đây là đường cục nha quý anh chị, nhưng mà view núi gần biển nha. Cách đoàn 298 này Vinh Cô là khoảng tầm 8 đến 900m thôi là đến rồi. Bây giờ em sẽ quay ra đường 36m cho quý anh chị xem. Thì đường 36m là đường Nguyễn Tất Thành nha quý anh chị. Từ cái vị trí đường 36m đi vào mình khoảng tầm chưa đến 500m thôi. Tầm 400m là đến rồi nha quý anh chị. Là tới đất mình. Ở đây thì được cái là sát với lại cái nhà vườn của nghệ sĩ Hồng Văn nha quý anh chị. Nhà đây nè. Tí nữa em sẽ ra, em sẽ quay, em sẽ chỉ cho quý anh chị xem. Đây, phía bên kia là cái nhà vườn của nghệ sĩ nhân dân Hồng Văn nha quý anh chị. Đó. Đấy, thấy không? Đấy, cái nhà vườn bên này nha. Đó, là mình là gần cái nhà nghỉ, nhà vườn của nghệ sĩ nhân dân Hồng Văn nha quý anh chị. Thì đây, đường bê tông ô tô vào tới nơi nha. Đó. Nói chung là đây là dân cư đông đúc nha quý anh chị. Em đang quay ra đường 36m, em quay vào hướng ra biển của quý anh chị xem nha. Thì lô đất này chủ đang kêu giá là 1 tỷ 850, 1 tỷ 850 nha quý anh chị, với diện tích là ngang 7m, sâu là 30m, có 60m thổ cư nha. Dân cư đông đúc, view núi nhưng mà gần biển. Quý anh chị về đây nghỉ dưỡng, chiều chiều ra đã tắm biển là rất ok nha, tại vì mình đi bộ ra là tới biển rồi. Dân cư đông đúc nha, nói chung cũng gần chợ Long Hải nè. Long Hải đi tầm 3 km là đến rồi nha quý anh chị. Đây, đây là đường Nguyễn Tất Thành nha. Hướng này đi về Hồ Tràm, đi về biển Phước Hải nha quý anh chị. Cách Hồ Tràm biển Phước Hải khoảng tầm 4 km thôi. Còn hướng này là hướng về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Ở đây là trung tâm thị trấn Long Hải nha. Hướng này về thành phố Bà Rịa này. Mình đi ra đây là ra đoàn 298 nghỉ dưỡng này. Từ vị trí này đi vào đoàn 298 khoảng tầm 200m thôi là đến rồi. Rồi để em quay cái sổ cho quý anh chị xem nha. Đây nè, đây đi vào đoàn 298 là 200m là đến rồi. Đây, cái số bên đây cho quý anh chị, cửa đất số là 281 nè, tại bản đồ 34, địa chỉ là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 217m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 60 thổ cư, còn lại cây lâu năm nha quý anh chị. Để em với cái sổ cho quý anh chị xem nè, đây. Đó, ngang là đường bê tông, ngang 7m sâu 30 nè. Rồi quý anh chị nào mà quan tâm lô đất là liên hệ liền cho em nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh quý anh chị. Đất mình rất là đẹp nha, dài 30, ngang 7, sâu 30 luôn nha quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video nha.